chào mọi người đến với buổi livestream của Columbus ngày hôm nay. Em là Andy, là CEO và founder của Columbus Integration. Thì ngày hôm nay bên cạnh có ông Sam Silverman và anh Hiếu Lê, là những cái người sẽ đồng hành với buổi livestream của Columbus ngày hôm nay về chủ đề những cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư Việt Nam ở Hoa Kỳ. Thì em xin phép là sẽ giới thiệu đôi nét về ông Sam Silverman, là founder và CEO của EVFI AN và trung tâm quản lý vùng của chương trình EVFI Hoa Kỳ. Ông Sam Silverman thì là đã từng đạt giải Forbes Under 30 của Hoa Kỳ và tốt nghiệp đại học và thạc sĩ ở Đại học Yale và Stanford, và là cựu cố vấn của quỹ BCG. Còn anh Hiếu Lê là đã có thời gian sinh sống và làm việc ở Hoa Kỳ trên 20 năm ở lĩnh vực quản lý tài chính cho những khách hàng high net worth cũng như là các tổ chức tài chính. Thì ngày hôm nay rất là mong là sẽ đưa đến được cho các cái nhà đầu tư Việt Nam những cái thông tin thực sự rất là giá trị, rất là sát sườn cho những nhà đầu tư đang quan tâm đến hạng mục đầu tư ở nước ngoài. Yeah. Thời gian gần đây thì thực ra với một số biến động về môi trường đầu tư ở trong nước cũng như là cái việc toàn cầu, xu hướng toàn cầu hóa trở nên vô cùng mạnh mẽ, thì cái việc nhà đầu tư Việt Nam quan tâm đến các hạng mục đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau cũng như nhiều quốc gia khác nhau trở nên ngày càng phổ biến hơn. Thì hôm nay thì rất là mong là chúng ta sẽ có những cái thông tin về những hạng mục đầu tư ở thị trường đầu tư Hoa Kỳ dành cho nhà đầu tư Việt Nam ha. Cảm ơn ông Sam và anh Hiếu ngày hôm nay dành thời gian. Thì em xin phép một chút xíu về trung tâm vùng. Can you like introduce a bit about EVFI-AN? Sure. Thank you, Annie, for having me here today. So I'm Sam Silverman, one of the founders of EVFI-AN. We're a national EVFI regional center operator and investment fund manager. So we started back in 2013, and today we own and operate 15 US CIS approved EB5 regional centers, and that allows us to do projects all around the United States. So since 2013, we've worked with almost 3,000 EB5 investors from more than 60 different countries, and we help investors identify high quality rural and urban EB5 projects and help facilitate the investment process. Yeah. Cảm ơn Annie là đã có một cái lời giới thiệu rất là chi tiết, và anh cũng dịch lại là về phần giới thiệu EVFI-AN là một trung tâm vùng lớn tầng như nhất ở Mỹ và đã hoạt động từ năm 2013 đến nay trong lĩnh vực là trung tâm vùng chỉ định thuộc USCIS cấp giấy phép hoạt động và hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ EB5. Từ đó đến giờ thì đã quản lý hơn 20 dự án EB5 tất cả, và đã giúp trên 2.000 gia đình có được thẻ xanh để định cư qua Mỹ định cư. Các gia đình đó thì được background là từ hơn 60 quốc gia và trên thế giới. Và gần đây thì với một cái dự án mà nhà đầu tư của Columbus vừa đầu tư vào ấy, thì đã nhận được cái approval của đơn E956 trong vòng gần 2 tháng. So I just want to confirm a bit like the latest 956 E of Tim Lake 4 got approved up to like how many times? Yep, so Twin Lakes is a rural EB5 project that's already created several thousand jobs. We've done 4 different loan phases of the project. Each of the phases has the government's Form 956F approval. The fastest 956F approval we got was in about 2.5 months. Oh. The most recent approval, the fourth fund, I think was in about 6 months or so. Okay. Yeah. Okay, cái dự án mà Twin Lake ấy, thì nó chia là 4 giai đoạn tất cả, thì trung bình là khoảng tầm 2 tháng rưỡi là có được cái chấp thuận của sở di trú, và cái giai đoạn cuối cùng thì là
đã được chấp thuận trong vòng khoảng 5-6 tháng gì đó. Yeah. Rất là nhanh. Yeah. Nếu mà các anh chị nhà đầu tư mà quan tâm đến chương trình đầu tư EB-5 thì thực sự là sau khi mà cái luật EB-5 thay đổi về luật liêm chính ấy, thì rất nhiều trung tâm vùng đã bị đóng cửa. Tuy nhiên là với cái hệ thống 15 cái trung tâm vùng của EB-5 trên toàn nước Mỹ thì đều hoạt động một cách rất hiệu quả và có được cái approval của đơn E956E là loại đơn E956 dành cho trung tâm vùng mới sau luật liêm chính thì đều được approve với thời gian rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Yeah. Bởi vì là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái câu chuyện là những cơ hội đầu tư ở Hoa Kỳ, nên là em sẽ có những cái câu hỏi liên quan đến thị trường đầu tư dành cho ông Sam và anh Hiếu ha. So we're gonna talk, today's topic is mostly about investment alternatives options available for investors in the US. Mm-hmm. So most of the questions will be on that topic. Okay. So đầu tiên thì em xin phép là Sam và anh Hiếu có thể cho nhà đầu tư biết khái quát đôi điều về cái thị trường đầu tư ở Hoa Kỳ. Can give like an overview of the investment landscape, like in terms of the options available in the U.S. market. Yep. So in the U.S., most individual investors diversify their portfolio across public equities, bonds, and also private real estate investments. So public equities would be things like stock in Amazon, Microsoft. Bonds would be things like a long-term corporate bond for a large company, you know, like Apple, let's say. And then private investments. So those would be investments in operating businesses, like if you had a friend who owned a restaurant, for example, and you put in money and you wanted to own part of that restaurant, or real estate investments, which we'll spend a lot of time discussing today. For real estate investments, there's kind of two different options usually. One is to just be a passive investor where you're just putting in capital and you're getting a share of a building or a share of a fund that's investing in different real estate assets, hotels, apartments, single family homes. So you're just putting cash. You're not indirectly, you're not directly owning the real estate, but you have a share of the underlying asset, the underlying building. For example, the other method is usually requiring more capital, more investment, but it's where you're going to own that real estate asset directly. So the example would be if you bought a small condominium unit or if you bought a small home as an investment property and then you decided to rent it out and collect rent and use that as a source of income. So those are kind of the two primary options to get exposure to real estate in the U.S. Either be a passive investor, not a lot of work required, someone else is doing the work and you're just putting in cash and indirectly getting exposure, or you decide to take on a little bit more work, put in a little bit more money, but you're going to own the real estate directly as an owner. So those are kind of the very basic different investment options that most foreign investors are looking at when they come to the US, and it just depends on how much capital they have available, how involved they want to be, and also how liquid. So typically if you're investing as just a passive owner, it's going to be easier to buy and sell that ownership. But if you buy a house, then it's going to require more time, just like in Vietnam or in any other market, to sell the house, to find a buyer, to buy it, close, you know, do all of that. So it just depends on what your goals are, how long you want to be invested, how liquid you want to be, and also access to financing. So there are advantages to having a green card, to being in the US, to eventually becoming a citizen. That'll give you more opportunities and more flexibility in terms of what investments you want to access and what returns you can achieve. Thì anh xem có chia sẻ là trong ở Mỹ ấy, thì thường các nhà đầu tư lẻ mọi người không phải là tổ chức nó thì là sẽ có một cái danh mục đầu tư riêng tùy theo cái khẩu vị rủi ro của họ, thế nhưng mà đại khái là nó sẽ rất là đa dạng,
bao gồm chứng khoán là chứng khoán là cổ phiếu, trái phiếu, và một phần nữa sẽ là đầu tư vào những cái mà không giao dịch trên sàn chứng khoán. Đấy, thế về chứng khoán với cổ phiếu với trái phiếu thì mọi người có thể lên sàn và giao dịch lúc nào cũng được, thanh khoản tính thanh khoản rất cao. Thị trường cổ phiếu Mỹ là lớn nhất trên thế giới với trên 100 nghìn tỷ đô giá trị của cổ phiếu đó, thì mọi người có thể là đầu tư vào những cái mã của các công ty lớn như Apple, IBM, là vì cái có một cái danh mục về cổ phiếu, và ngoài ra sẽ có một danh mục trái phiếu. Trái phiếu, thị trường trái phiếu cũng rất là phát triển và rộng, sâu và rộng đó, thì trên trái phiếu cũng có thể mua của từng cái công ty tập đoàn lớn như IBM hay là Apple, người ta đều phát hành trái phiếu hết. Còn cái mảng thứ ba sẽ là những cái loại đầu tư mà không giao dịch trên sàn chứng khoán, là gọi là private investment, private equity hay là private debt. Thì trong cái mảng đấy thì nó sẽ chia ra, có thể là người ta đầu tư vào cái business gì đó, một cái franchise hay là cho vay một cái business nào bạn bè quen biết cho vay, cũng gọi là private debt được. Cái còn ngoài ra thì có thể là đầu tư vào bất động sản. Thì bất động sản thì có hai cái hình thức đầu tư, nên là đầu tư theo kiểu passive là mình không cần phải bỏ nhiều thời gian công sức vào research hay là làm cái gì hết, thì là mình có thể mua một cái cổ phiếu của một cái quỹ đầu tư bất động sản đấy, thì là cứ bỏ tiền vào đấy và họ cái quỹ quản lý, họ sẽ quản lý cái tiền đấy, họ bỏ vào các dự án bất động sản, và đến ngày thì họ đưa cho mình, họ trả cho mình cái mức cổ tức. Thì cái hình thức đấy thì là dẫn thanh khoản rất cao, ra vào lúc nào cũng được, mà muốn đầu tư nhiều ít là tùy, không phải vì vốn đầu tư để mà start ấy, không ít thôi. Thế còn cái hình thức thứ hai đòi hỏi là có phải dành nhiều thời gian hơn, để có vốn lớn hơn để mà vào được một cái trạng thái, đúng không? Thì là sẽ đầu tư trực tiếp vào những cái dạng, chẳng hạn mua một căn nhà hay là mua một cái căn hộ hay là mua một cái tòa nhà cho thuê hay là cái gì đó, sẽ đòi hỏi rất là nhiều thời gian, và cái starting capital, cái vốn mình bỏ ra ban đầu lớn, nên và cái tài tính thanh khoản ra vào không phải là lúc nào thích rút thì rút, mà mình muốn ra mình phải tìm buyer thì có người ta trả giá đúng giá thì mình mới ra được, và khi take time để đợi chờ đợi rất là lâu, nghĩa là sẽ có nhiều các cái bước cái info để mà quản lý cái việc đầu tư trực tiếp vào bất động sản đấy, thì là tùy theo cái nhu cầu của nhà đầu tư, cái khả năng tài chính và cái kỳ hạn đầu tư của người ta, là cái nhu cầu về thanh khoản ra như thế nào, cao thấp thì sẽ lựa chọn hoặc là passive hay là active. Thế thì cái việc mà ngoài ra là cái vốn nữa, vốn lấy ở đâu đấy, ví dụ vốn tự bỏ ra thì không phải ai cũng có, thế cho nên là có thể khả năng cao nếu mà đầu tư vào dự án mà to tiền to vốn thì phải vay, phải tiếp cận với ngân hàng hay các tổ chức tín dụng để phải vay đó. Thì như vậy thì khi mà nhà đầu tư mà có sở hữu một cái thẻ xanh rồi, là một cái điều kiện rất là thuận lợi để mà mở khóa cho hàng loạt các cơ hội đầu tư, trong và bao gồm cả cái cách mình tiếp cận được vốn nữa. Đấy, thì mình có thẻ xanh thì rất là dễ dàng để tiếp cận các cái nguồn vốn khác nhau với cái giá cả giá vốn interest phải hợp lý đó, thì cái việc mà có cái thẻ xanh sẽ giúp cho mình mở rộng được cái opportunity set đó. Thì tiếp theo là anh Sam sẽ chia sẻ về cụ thể hơn về cái mảng đầu tư bất động sản. Cảm ơn Sam. Thực ra là rất là nhiều cái thông tin hữu ích ở trong cái chia sẻ của Sam vừa rồi. Nhưng mà em muốn đi sâu, có một câu hỏi là như thế này. Tại vì thường là ví dụ như bây giờ, đơn giản là em sẽ có những cái nhà đầu tư đi, họ đang muốn đa dạng hóa cái hạng mục đầu tư của họ ra nước ngoài. Và với cái thị trường chứng khoán thì như anh nói, đó là một thị trường mở. Họ chỉ cần có account, xong họ sẽ trade ở trên thị trường, thì phần lớn nhà đầu tư họ có thể tự
làm, hoặc là họ có những cái bạn quản lý để có thể giúp họ làm cái việc đấy. Tuy nhiên cái hạng mục đầu tư bất động sản là một cái hạng mục mà các cái nhà đầu tư châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì rất là thích, và họ thường là một cái hạng mục đầu tư mà họ quan tâm rất nhiều với số vốn cũng khá là lớn. Thì ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, là đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thì sẽ không được quyền sở hữu những cái loại đất sở hữu vĩnh viễn này, hoặc là chỉ được sở hữu những cái loại hình bất động sản mà có thời hạn sở hữu dưới 50 năm kiểu như vậy. Còn ở Úc thì như em biết là những cái nhà đầu tư nước ngoài thì sẽ không được mua bán những chuyển nhượng những cái bất động sản đã thành hình, mà họ chỉ được mua những cái bất động sản đang phân lô cũng như là mua các gói xây dựng. Thì không biết là ở thị trường bất động sản ở Hoa Kỳ thì có những cái điều, có những cái quy định kiểu giống như vậy đối với nhà đầu tư nước ngoài hay không? Right, so she's the information you just provided is very general about the investment landscapes, and now she wants to go a little bit deeper into real estate. And specifically, a lot of investors in Vietnam really want to find out about, if there's any restriction when investing in real estate in the U.S. market. For example, foreigners, if they come to Vietnam, there's a whole lot of restriction that they have to face with. They cannot own this type or that type of properties, or they can only own it for so many years, or in the For example, in Australia, foreign investors cannot buy a property that was already completed. They can only buy something that is under construction. So there's a lot of limitations. So investors are concerned and they want to find out if something like that is also exists in the U.S. market investing in real estate. Yep. Okay, got it. So those are great questions. So generally, the United States real estate market is a free economy, right? So that's one of the most attractive aspects of investing in the United States long term, is that there really aren't any restrictions with respect to foreign investors and what they can or cannot own in the United States. So if I'm from Vietnam or from China or from another country in Europe, I can buy pretty much any piece of land, any condominium, rent. There's a lot of laws in the United States that restrict how property sellers and landlords cannot discriminate. So if I own a building, I can't decide, oh, I'm not going to rent it to foreign investors, I'm only going to rent it to citizens. That's not legal in the U.S. So there's no restrictions in terms of what you can or can't buy as a foreigner versus not a foreigner in the US. However, there are advantages to being a US citizen or to being a green card holder and to being a resident, meaning you're living in a particular state or city that can give you additional financial incentives, right? So if I'm a foreign investor, yes, I can buy that house in Miami, just like a person who's a US citizen could buy that same house in Miami, right? We can both buy it, no restriction. But the difference is that if I'm a green card holder or a citizen, or if I'm actually going to live in that house full time during the year, then I'm gonna have access to additional benefits, right? So let's talk about financing first. Or maybe let's pause there and then we can translate first. Yeah. And then we'll get into what those financial incentives are. Thì theo xem phía bên sẻ thì đầu tư vào thị trường bất động sản Mỹ là hoàn toàn không có giới hạn gì, ai cũng có thể đầu tư mua gì ở đâu như nào, hoàn toàn là không có một cái giới hạn gì đối với nhà đầu tư trong nước cũng như là nước ngoài thì khác đến ai cũng thể mua được. Thế nhưng mà cái sự khác biệt thì nó sẽ nằm là ở chỗ là cái nhà đầu tư nội địa hoặc là những người mà nó có thẻ xanh, có quốc tịch ở đấy và là một thường trú của một cái bang nào đó sẽ được rất là nhiều những cái lợi ích người ta cho hỗ trợ mình về một số các cái mặt, ví dụ như vay tiền hay là
hay là khi mà thuế thì được giảm hay là như thế nào, thì cái phần đấy Sam sẽ tiếp tục chia sẻ là những cái lợi ích mà mình được khi mình là green card holder hay là công dân với sở việc họ sở hữu một cái bất động sản. Đấy, thế ngoài ra Sam cũng có nói thêm là tuy nhiên là khi mua thì không có một cái hạn chế nào, nhưng mà mọi người phải nên lưu ý là mình sở hữu thì mình có một số trách nhiệm, ví dụ như là luật mình vận hành những cái bất động sản đó, mình cũng phải lưu ý đến những cái luật pháp của cái nơi đó. Ví dụ như là Mỹ thì tất cả chỗ nào cũng có một cái là người ta rất là bảo luật pháp rất bảo vệ cái người thuê nhà. Đó, ví dụ mình không thể kỳ thị và ôm chỉ cho người châu Á thuê hay người đen không cho thuê một cái là rách điểm đó. Cái đấy là nên nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài, mình phải rất lưu ý cái đấy, có thể sẽ phải đó là như kiểu là hình sự luôn rồi. Đó, chứ nó không đơn giản là từ chối một người nào đó không cho thuê nhà đó, thì cái đấy Sam sẽ tiếp tục chia sẻ về những cái lợi ích và được khi mà mình có thẻ xanh và mình có quốc tịch. Okay, so you can share with them the benefits of having a green card or being a resident and owning a property. Yep. So once you become a green card holder or a citizen later on, then you're able to access more favorable financing options. So when you buy a property, let's say back to the example of the home in Miami, let's say the property costs $1 million. There aren't many lenders, many banks who are willing to loan money to a foreign investor who's not a green card holder, not a citizen. The ones that are willing to make a loan to help finance the purchase of that property are going to be only willing to loan a smaller portion, right? So for comparison, let's say you were a green card holder, you could probably get a loan of about 70%, maybe 80%, and your interest rate will maybe be 7%. But if you're a foreign investor, you're not a green card holder, you're not filing a tax return, you have no tie to the US, you're probably gonna only be able to get a loan of maybe 40 or 50%, and the interest rate is probably going to be higher. Right, so you can still buy the home, but you're going to have to put in more money and you're going to have less options in terms of getting financing. Then in terms of being a resident, a lot of states, including Florida, have more favorable property tax ownership requirements and also capital gains treatment as well. So if you're a resident of Florida and you have the green card, then instead of paying, know, let's say $80,000 a year in government property tax, maybe you're only paying $30,000, right? So your annual cost to own that property is going to be lower. And then let's say you go to sell the property, you bought it for $1 million, now you're going to sell it for $1.3 million. If you're a resident, which you can only effectively be a resident with the green card or citizenship, then the first several hundred thousand dollars of gain that you would be realizing when you sell it, you bought it for $1 million, now you're selling for $1.3 million. If you're a green card holder and a resident, the first several hundred thousand is tax free. So there's no tax on that gain when you sell the property. But if you're a foreign investor, you're not a resident, you're not a green card holder, you're just paying the top tax rate on all $300,000, let's say, of that gain, right? So more tax. Then the other point I want to make generally is that as a foreign investor, if you're not a green card holder or a citizen, you're also forced to pay taxes a little bit earlier than you would have otherwise. So what do I mean by that? As a foreign investor, the government knows that you're not paying taxes every year. So any gains that you have to be withheld and paid in advance to the government. Whereas if you're a green card holder or a citizen, you're paying tax every year, the government will wait until every April for you to pay those taxes. So it's a time value of money advantage
you get to pay the taxes, but you're paying them later, so you get to use the money for a little bit longer before you have to pay the taxes. Okay, thì anh nhanh xem để giải thích là nó có rất là nhiều lợi thế cái khi mình có thẻ xanh hay là mình là công dân khi và sở hữu bất động sản so với lại cái người nhà đầu tư từ nước ngoài, người ta chỉ qua đấy qua tới lui, không có giàn buộc gì, không đóng thuế thu nhập, không có một dính líu gì đến Mỹ cả. Thì thứ nhất có hai cái, thứ nhất là về mặt tài chính và cái thứ hai là về mặt trách nhiệm thuế. Đó thì về mặt tài chính ấy, lợi thế của nhà đầu tư mà có thẻ xanh hay có quốc tịch là mình có rất là nhiều lựa chọn, mình có thể vay tiền để finance mua cái bất động sản đó. Và vay là mình có thể vay rất là nhiều, ví dụ mua một cái nhà 1 triệu đô mình có thể vay được 80%, thì mình chỉ bỏ ra khoảng 20% thôi. Có nghĩa là có cái lợi ích của nó là mình dùng được cái đòn bẩy rất mạnh đó. Thì còn ví dụ như cái người nhà đầu tư khác từ đến từ nơi khác ấy, thì bây giờ đi vay ngân hàng nó sẽ thấy ở cái khu này chả có cái gì ở đây gắn bó với dàn một cái gì cả, thì từ hoặc là nó sẽ trả cho vay luôn đấy, và giỏi lắm thì nó chỉ cho vay được khoảng 40-50% thôi, và cái lãi suất sẽ rất là có khi gấp 2, gấp 3 lần so với cái người mà có thẻ xanh, có quốc tịch của nó. Thì cái đấy là lợi thế rất là lớn khi mà mình đầu tư bất động sản, thay vì mình mua như là nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua được một căn nhà thì mình có thậm chí mua được 3 căn nhỏ, bỏ ra từ đó cái số tiền đầu tư tương tự đó. Thế thì đấy là về mặt tài chính. Còn về mặt thuế thì ví dụ như ở bang như bang Florida chẳng hạn, có rất nhiều cái mà nó sẽ giảm cho những cái nhà người sở hữu bất động sản đó, hoặc là resident hoặc là có quốc tịch và có thường trú ở bang đó, thì cái thuế ví dụ như ở sẽ đóng là 30.000, với Florida resident sẽ được discount có thể chỉ còn 5-6.000, được kiểu như thế. Thế còn có một về cũng liên quan đến thuế ấy, thì nó có cái phần gọi là capital gains tax, tiếng Việt anh gọi là thuế lãi về vốn, đúng không? Đánh trên cái phần tranh sinh giá tăng giá trị khi mà của cái bất động sản khi mà mình mua đó. Thì với cái nhà đầu tư mà có thẻ xanh, có quốc tịch, có residency ở Mỹ rồi ấy, thì sẽ được một cái gọi là một cái allowance, người ta cho ví dụ mấy trăm ngàn, ví dụ cái capital gains của mình, cái lãi của mình là dưới cái mức allowance gì, chẳng hạn mình đầu tư vào mua một cái nhà 1 triệu đô, lúc bán đây là 1.300.000 chẳng hạn, thì cái phần tranh 300 đúng không, thì bình thường là phải đóng thuế capital gains, nhưng mà nếu họ cho một cái allowance 400.000 chẳng hạn, thì mình dưới cái mức đấy mình không phải đóng cái gì hết. Giả dụ mình bán 1.500.000 thì lúc đấy cái phần trăm thì mình bắt đầu phải tính cái capital gains tax, mà nó cũng ở cái thang sẽ thấp hơn, tại vì so với là nếu mà giả cái người nhà đầu tư nước ngoài, người ta phải đóng tổng cả cái phần tranh ví dụ 500.000, nhưng cái mức thuế nó sẽ rơi vào cái mức thuế cao hơn, tại vì capital gains có mấy mức liền, ví dụ 10%, 10%, vân vân, cái khá là tùy theo cái mức mà lời thu về được đó. Thì cái hai cái về mặt tài chính và về mặt thuế là nó khác hẳn nhau, không thể gọi là so sánh được với cái người và có thẻ xanh, có quốc tịch với một cái người khác mà chỉ để sang du lịch mua một cái nhà, thì là em sẽ bị rất là nhiều cái bất lợi. Nhân việc là mình có các loại thuế đánh vào cái khoản đầu tư như vậy, thì em có một câu hỏi phát sinh, đó là thường với các cái hạng mục mà đầu tư bất động sản, thường nhà đầu tư họ sẽ cho nó vào cái hạng mục gọi là đầu tư trung và dài hạn,
đúng không ạ? Chứ còn ít, thực ra ở Việt Nam cũng sẽ có là ngắn hạn đấy, là lướt sóng rồi các kiểu đấy. Nhưng mà em nghĩ là ở với những cái thị trường mà mang tính ổn định cao như là Mỹ hay các thị trường khác thì thường sẽ nhà đầu tư sẽ xếp vào cái hạng mục là trung và dài hạn. Thì ở đây em muốn hỏi về cái kinh nghiệm của bản thân cũng như là cái việc những khách hàng mà mọi người đã quản lý ấy, thì trung bình một cái hạng mục đầu tư bất động sản ở đối với nhà đầu tư cá nhân ở Mỹ ấy, thì họ thường cho cái hạng mục về cái thời gian của khoản đầu tư đấy là khoảng bao lâu? So the question is, what's the average investment horizon for like an individual real estate investor for like the holding period, basically, less? Yeah, so for investments in fee simple underlying real estate where the investor is going to own the property directly, I'd say usually most people are targeting, you know, 4 to 6 year minimum hold period. There's a lot of transactional friction, right? So when you buy a property, you're going to pay a lawyer for closing, you're going to pay the title agent, you're going to pay a commission. And so, you know, there's a lot of fees involved to buy the property. And then there are also fees involved when you go to sell it as well. So typically, you're not going to be buying and selling in a very short period of time. You typically buy it, improve it, rent it out, you know, use it for years, whatever. And then, you know, 4, 5, 6, 7 years later, the property's appreciated. Maybe you take out a new loan or maybe you sell it. Then, you know, then you move on to something else. Nghĩa là thông thường thì người ta cũng phải đầu tư khoảng 4 đến 6 năm thì đó tối thiểu, tại vì mình xoay vòng nhiều quá thì sẽ tốn hết một các chi phí giao dịch. Nó rất là nhiều các cái chi phí khi mà mua cũng như là bán một căn nhà, ví dụ phí luật sư, phí bảo hiểm, title insurance, bảo hiểm, sổ đỏ bên đấy theo luật, một cái policy như vậy, ví dụ phí cho hoa hồng cho môi giới cả hai bên, bên mua bên bán, cho nên là không có đơn giản để mà triển khai một cái giao dịch liên tục như thế. Mà mua một năm bán xong lại mua sang cái khác thì có khi không bằng là mua xong ôm 4-5 năm thì có khi là nó sẽ lãi hơn rất nhiều so với là mình lướt sóng như ở Việt Nam. Thì qua cái phần chia sẻ của Sam với cả anh Hiếu thì em thấy có một số điểm khác biệt mà em nghĩ là các nhà đầu tư khi mà quan tâm đến cái lĩnh vực đầu tư bất động sản thị trường Hoa Kỳ họ cần phải nắm. Ở đây thứ nhất là cái hạng mục đầu tư nó sẽ phải là đầu tư trung và dài hạn, nó sẽ phải từ tối thiểu 4 đến 6 năm. Và những cái loại chi phí, loại thuế, các thứ liên quan đến cái việc mua bán bất động sản ở bên đó nó sẽ khá là nhiều. Nên là cái việc mà lại liên quan đến một cái yếu tố mà anh Hiếu nãy có chia sẻ về cái câu chuyện là trong thời gian mà sở hữu bất động sản mà mình có cho thuê ấy, thì có một cái điều đó là ở Việt Nam thì thực sự là cái người cho thuê nhà là cái người có lợi thế rất lớn ạ. Đó là giống như là tôi được quyền chọn người để cho thuê nè, xong rồi nếu mà người ta không có giữ gì hoặc người ta không ổn là mình có thể kick out bất cứ lúc nào. Không trả tiền bất cứ điểm. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà ở bên Mỹ thì cái luật bảo vệ người thuê rồi rất là nhiều cái điều khoản, thì cái đó là có nhiều nhà đầu tư Việt thực sự cũng đã gặp cái điều đấy rồi, và họ thực ra cái đơn giản là mình không biết thôi. Mình cứ nghĩ là ở như ở Việt Nam mình sở hữu bất động sản đó mà, thì mình có quyền lợi của một người sở hữu, chứ còn mình muốn cho ai thuê như thế nào là quyền của mình. Nhưng thực sự ở bên đấy đó là một cái điều rất là khác biệt. Và như anh Hiếu có đưa ra là có một số trường hợp là còn bị liệt vào gọi là luật hình sự luôn. Thì đây cũng là một cái điểm mà thực sự nhà đầu tư Việt Nam khi quan tâm đến cái việc đầu tư bất động sản ở Hoa Kỳ phải chú ý rất là nhiều, vì thời gian mình sở hữu bất động sản nó sẽ dài và không thể giống như là mỗi năm mình có những loại thuế phí liên quan đến bất động sản mà mình không có cái dòng tiền income từ cái đó thì không được. Mà khi mà mình income từ việc cho thuê hay này nọ thứ thì nó sẽ có nhiều cái quy định, mà điều đó là cái điều mà một nhà đầu tư rất 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 cần biết, chứ không phải là theo thói quen thông thường, đúng không ạ? Và ở đây em thấy có một cái sự khác biệt rất rất nhiều giữa cái người có thẻ thường trú nhân và người không có thẻ thường trú nhân khi đầu tư vào thị trường bất động sản ở Mỹ. Như Sam và anh Hiếu có chia sẻ thì em thấy là thứ nhất có cái điều về cái gọi là capital gain tax, là cái thuế từ cái phần sinh lời giữa giá
mà người ta bán và giá người ta mua. Thì ở đây có đến những cái khoản lên đến là nếu mà có thẻ xanh thì có thể được vay những cái khoản thu nhập lên đến có thể đến 300-400 ngàn. Em nghĩ đó cũng là một cái điểm rất là đặc biệt. Điểm thứ hai đó là về cái đòn bẩy tài chính. Nếu mà mình có thẻ thường trú thì như anh Hiếu nói là với một cái số tiền bỏ ra ban đầu thì thay vì mình nhà đầu tư nước ngoài mình chỉ mua được một căn thôi. Còn nếu mình có thẻ xanh thì mình có thể dùng đòn bẩy tài chính, mình có thể vay đến 70-80% với mức lãi suất chỉ bằng 1/3 so với nhà đầu tư nước ngoài. Nếu mà vay á thì mình có thể mua được 3-4 căn, thì lúc đấy mình cái generate về cái income hàng tháng của mình nó sẽ gọi là nhiều hơn rất là nhiều đấy. Em thấy là một cái quyền lợi cực kỳ là tốt luôn. Và những cái liên quan đến cái time value, khi mình là người sở hữu thẻ xanh thì những cái chính sách thuế hay là những cái chính sách mà về những cái loại phí các thứ dành cho người có thẻ xanh thì được ưu đãi hơn rất là nhiều so với người không có thẻ xanh. Vậy thì đang trong cái câu chuyện là một nhà đầu tư ở nước ngoài và cái quyền lợi của một nhà đầu tư khi có thẻ thường trú và không có thẻ thường trú ở Hoa Kỳ, thì ngoài những cái quyền lợi về đầu tư đấy thì em biết là EVPIN là có đến 15 trung tâm vùng trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ và đã giúp hơn 3.000 gia đình từ 60 quốc gia nhập cư vào Hoa Kỳ. Và thực sự là em nhìn danh sách các khách hàng của EVPIN em rất là ngạc nhiên, có những cái tên đến từ Canada nè, Đức hay Áo, những cái tên của những quốc gia mà mình nghĩ là của cuộc sống của họ rồi các chính sách của họ rất là tốt, tại sao họ lại mua đến Hoa Kỳ. Và khi mà Sam chia sẻ với em thì là những cơ hội đầu tư ở Hoa Kỳ mở ra rất là nhiều và họ lấy thẻ xanh để có cái quyền lợi đó. Thì ngoài những cái quyền lợi của một cái khoản đầu tư, thì với những cái gia đình mà tham gia chương trình đầu tư EV5 ấy thì theo cái kinh nghiệm của mọi người thì ngoài ra họ còn có những cái quyền lợi gì mà họ khi mà họ nhận được thẻ xanh họ cảm thấy rất là hài lòng với cái việc mà cho các khoản đầu tư đó của họ. Yeah. Okay, so the question is this. So we went extensively over the benefits of, you know, owning and investing, owning in real estate as a green card holder or citizen. So now tell everybody like what are the benefits, just like general benefits as a EB-5 investor when you get the green card. What are the benefits basically beyond investment that you could kind of highlight? That is sort of most favorable for somebody to consider being an EB-5 investor. Sure, yeah. So our clients are often focused on more flexibility for investing. They're focused on better educational opportunities for their families and also better access to healthcare, for example, and just flexibility in terms of entering and exiting the United States. So as a green card holder, you're going to get access to the U.S. public education system, so you can go to school for free in the U.S. And in terms of college and university, graduate schools, you're applying for those schools as a U.S. resident when you have the green card. And so it's a lot easier to get into more of the competitive schools in the United States as a resident applicant than as a foreign investor applicant. And oftentimes the tuition fees and costs are also significantly lower. So you're going to pay a lot lower tuition, school fees are going to be a lot less for education. So those are kind of the main education related benefits. In terms of healthcare, so as a citizen or as a green card holder, it's much easier to get healthcare insurance. You have more options. There's more companies offering those services to green card holders and citizens, so the prices tend to be lower, just like in the financing examples we talked about, and you tend to be able to have more options in terms of what coverage you're seeking. And then in terms of travel flexibility, with the green card, you can enter and exit the U.S. freely. There's no need for any visa applications. The renewal is every 10 years. And then after you've held the green card for 5 years, then you can apply to become naturalized and become a U.S. citizen if you want to pursue the passport, which will give you visa-free access to many, many countries around the world. So those are typically the major benefits that our clients are looking for, other than just kind of investment advantages in the U.S.
thì ngoài ra, ngoài những cái lợi ích về đầu tư ấy, thì là những cái lợi ích chính xem thì đưa ra là nhất là cái hệ thống giáo dục đó, mình có tiếp cận được với cái hệ thống giáo dục của Mỹ và hệ thống y tế. Thì về mặt giáo dục ấy, thì ví dụ như nhà đầu tư có thẻ xanh, có quốc tịch Mỹ thì con cái đi học phổ thông là hoàn toàn miễn phí. Thế thì mình chỉ cần chọn một cái hệ thống trường nào đó thật là tốt. Thường cái điểm này thì kinh nghiệm của anh nhé, tại vì anh có mấy đứa con đi học trường phổ thông rồi, thì khi mà mình đi mua nhà, khi mình đầu tư nhà thì cái để ở chẳng hạn, thì cái quyết định đấy nó phải gắn liền với lại cái hệ thống trường, là mình sẽ chỉ xem nhà ở cái khu nào trường nào tốt thôi. Và cái khu nào mà trường tốt thì sẽ có rất là nhiều người chuyển tới và cái giá bất động sản nó sẽ lên rất nhanh. Đó, ví dụ như một cái khu tiêu biểu là khu Irvine ở Cali ấy, là hệ thống trường gần như là nhất Mỹ, và cho nên là bất động sản ở đấy ấy, thì tối thiểu phải 2-3 triệu đô một căn nhà. Đó, thì đấy là về mặt trường phổ thông Mỹ là rất là tốt, để họ đầu tư nhiều vào hệ thống trường phổ thông, trung học phổ thông. Thế thì và ngoài ra thì khi mà lên đến đại học ấy, thì cũng mở ra rất là nhiều lựa chọn cho con cái của những nhà đầu tư có thể có thẻ xanh, có quốc tịch đó, như mình có thể nộp đơn vào, xin vào nhiều các cái trường dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, đúng theo cái dòng của cái người bản địa ở đấy rồi. Nó không phải là như người ở nước ngoài vào thì tự nhiên sẽ dù học sinh mà đến Mỹ chẳng hạn thì nó lại sẽ đưa ra rất là nhiều cái yêu cầu khác ngoài những cái mà dành cho người bản địa, ví dụ như là phải có tiếng Anh, lại phải kinh doanh tiếng Anh, hay lại tài chính, lại phải có một cái account nào đó để bỏ bao nhiêu tiền, nó sẽ đẻ ra rất là nhiều các cái tiêu chí khác cho người nước ngoài. Thế còn với người bản địa ở đấy, mình tạm gọi có thẻ xanh là người bản địa đi, thì khi mà mình xin vào những cái trường mà trường có danh tiếng, mình được hưởng, mình cũng sẽ là phải vào, phải thi, nhưng mà mình thi đúng như tiêu chuẩn của người ở Mỹ thôi. Thì mình, nếu mà mình có khả năng thì mình sẽ vô được cái trường mà mình lựa chọn đó. Thế thì về mặt tài chính cũng đỡ hơn, tại vì cái tiền học ấy, học phí cũng sẽ thấp hơn, hợp lý hơn so với đối với người bản địa, so với là người du học sinh qua. Thế ví dụ như là thì bản thân cái phí nó cũng sẽ thấp hơn này, và ngoài ra còn phải vay tiền để học, vay tiền đi học ấy là vay cho đến khi nào mình học xong, có công ăn việc làm rồi, có thu nhập rồi, bắt đầu mới phải trả lại đó, mà trả mà thơm thì thường rất là ưu đãi, là 30 năm student loan đến tận 30 năm và lãi suất ở cái mức rất là thấp luôn, và nghĩa là thấp hơn so với thị trường rất là nhiều, đến mấy phần trăm luôn là như thế. Thế còn về cái mặt mà y tế thì là y tế của Mỹ là hàng đầu trên thế giới, là không, anh chỉ có một cái trải nghiệm khi mà hồi Covid ấy, thì lúc đầu thì Mỹ là bị nặng nhất đúng không em, nhưng mà sau khi mà có cái vaccine ấy, thì anh là cái người trong những cái người mà đi tiêm đầu tiên ấy, thì anh thấy là kinh hoàng luôn, là họ sao người ta có thể tổ chức được trong một thời gian ngắn mà tổ chức được bao nhiêu người, bao nhiêu resource để làm cái việc chỉ có tên 24/7 đưa ra một cái sân vận động bạc ngàn như thế, mà rất là trật tự, hàng xe xếp vào các thứ là cứ chỉ một phút là xong, một phút là xong. Để nói cái tiên đến cái tiềm năng y tế của họ thì thấy là nó khủng khiếp như thế nào đó. Và với cái người mà có thẻ xanh, có quốc tịch ở đó ấy, thì cái việc tiếp cận với y tế rất là dễ dàng, và mình có được lựa chọn. Ở Mỹ là ai cũng bắt buộc phải có bảo hiểm y tế, thế thì mình có rất là nhiều lựa chọn để mua cái bảo hiểm đó. Cũng giống như cái như là khi mình đầu tư, mình có nhiều lựa chọn để mình vay tiền với cái lãi suất thấp, thì
trong cái y tế thì mình có rất là nhiều hãng để lựa chọn mua cái bảo hiểm y tế với cái giá trả cả phải chăng đó. Thế còn người hơi khác đến thì mua cái, theo anh biết, mua cái bảo hiểm y tế là rất là khó và nó chỉ được ngắn hạn thôi, và khi cái lựa chọn những cái nhà cung cấp dịch vụ y tế cũng rất là hạn chế. Thế mà ngoài ra thì cái tiền bảo hiểm cũng cao gấp mấy lần so với người bản địa đó. Thế cái lợi ích thứ cuối cùng mà anh xem chia sẻ là cái việc đi lại nó tự do, mình có cái hộ chiếu hay cái thẻ xanh đi ra vào Mỹ nó rất là dễ đấy, người ta không hỏi mình gì lúc mà mình cầm cái thẻ xanh hay hộ chiếu vào qua biên phòng mất 30 giây anh vào nhìn lên camera phát đi qua. Chứ còn về Việt Nam ví dụ đợi nửa tiếng khi muốn nhập cảnh được đấy. Thế thì đấy là cái lợi ích rất lớn. Ngoài ra cái hộ chiếu Mỹ thì nó mở khóa cho mình có thể đi được rất là nhiều nước đấy, thì một danh sách cũng phải đến 60 nước miễn thị thực đó. Thì cái đấy, những cái đấy là số những cái benefit mà anh nghĩ là rất là tốt cho cái việc là mà ai mà có cái thẻ xanh hay là quốc tịch Mỹ là nó mở ra một là cả một bầu trời cơ hội như là lợi ích cho mình. Thì em nghĩ là những cái nội dung ngày hôm nay là chúng ta cũng đã đi qua đầy đủ hết rồi, thì em xin phép là sẽ tóm tắt lại một chút xíu những cái ý chính của ngày hôm nay. Thì khi mà mình gọi là gì nhỉ, mình nói đến cái việc là bởi vì cái topic của mình ở đây là đầu tư về tài chính, nhưng em sẽ xin phép là em đổi cái thứ tự một chút để em tóm tắt lại nội dung. Thì ví dụ như một người có thẻ xanh Hoa Kỳ đi, thì những cái lợi ích em thấy đầu tiên đó là được đi lại tự do như anh Hiếu và Sam có chia sẻ này. Bởi vì em có rất nhiều khách hàng nói thật luôn là đi xin visa Mỹ, tài sản thì họ không thiếu, nói chung không thiếu một cái yếu tố gì cả, nhưng mà cứ vào phỏng vấn xong bị rớt, xong kiểu mình cũng bực ấy ạ. Là cả gia đình cũng có những cái plan để đi du lịch, hoặc là con đã học ở bên kia rồi nhưng ba mẹ xin visa để qua thăm con cũng bị đánh rớt. Thì những cái đấy là những cái mà em thấy là những cái nỗi đau sát sườn của những nhà đầu tư. Cái thứ hai đó là liên quan đến vấn đề về y tế, thì anh Hiếu có chia sẻ một cái ví dụ rất thực tế luôn là Covid, đúng không ạ? Sau khi mà Mỹ kiểu giống như là khi mà có cái tiềm lực về y tế để sản xuất vaccine rất là nhanh với cái số lượng rất là lớn và phản ứng lại rất là nhanh với những cái gọi là một số những cái hiểm họa đi, thì họ đều có tiềm lực để họ sắp xếp lại và đưa được những cái benefit cho người dân của họ. Còn có cái nữa là vì ở đây là cái câu chuyện là liên quan đến tài chính, nên là em sẽ combine một chút xíu ở cái vấn đề về học hành của con cái và cái đầu tư bất động sản. Thì như anh Hiếu có đưa ra một cái là đầu bất động sản ở bên Mỹ thì nó cũng có cái yếu tố ảnh hưởng cái sự tăng giá hay cái tính thanh khoản nhanh hay chậm là phụ thuộc vào cái vùng nơi có những cái trường học tốt, đúng không ạ? Thì ở đây mà anh đưa ra ví dụ là ở California mà có những cái nhà trung bình thông thường giá trị từ 2 đến 3 triệu đi, thì bây giờ em tính một khoản đầu tư EB-5 nó là 800.000 đô, mà bây giờ ví dụ một cái căn nhà 2 đến 3 triệu mà mình tính ra nào là thuế này, rồi capital gain tax này, rồi những cái loại chi phí của căn nhà hàng năm này, rồi tiền học cho con khi có thẻ xanh và không có thẻ xanh này, em thấy đâu đó khoảng 3 năm là thấy hòa vốn rồi. Tức là 3 năm, thực sự nếu 3 năm mà mình vừa đầu tư nhà ở đó cũng như là cho con đi học ở bên đó chẳng hạn, thì mình gần như mình đã lấy lại được cái khoản đầu tư của mình là 800.000 rồi, mà không kể là sau 5 năm đầu tư mình cũng lấy lại được thêm cái khoản 800.000 đó nữa. Thì em thấy ở đây là về tất cả mọi mặt gần như là nhà đầu tư đều có lãi, mà lãi là lãi đậm ấy. Anh thì anh thấy là khi mà nhà đầu tư nhận thẻ xanh là lãi rồi, chứ không phải là mất đến 3 năm để hòa vốn nữa. Tại vì anh có một cái view là khi mà mình ví dụ tiền hôm nay mình có thể có mai
có thể không có nữa, không biết được. Tuy nhiên có được thẻ xanh, có được quốc tịch, mình không chỉ là cái đấy là cho mình, cho các thế hệ sau, tất cả cái gọi là cả một cái dòng họ mình sau này, con cháu chắc các thứ, có khi người ta mấy trăm năm sau chẳng hạn, người ta ngồi với nhau bảo sao mình lại ở Mỹ như thế này, thì sau này ok, bây giờ nhớ lại đến quốc kỵ ngày xưa là đã có một cái quyết định là lấy thẻ xanh EB5 của EB5AN, và cho nên là bây giờ cả dòng họ mình là ở Mỹ hết. Thì cái đấy anh thấy là nó là vô giá, không thể có một cái price tag trên cái việc đó được. Không, đúng là cái này khi anh nhắc đến thì nó cũng gợi cho em rất là nhiều cái trải nghiệm với khách hàng thực tế. Bởi vì như anh sẽ thấy là ở Hồ Chí Minh thì sẽ rất là nhiều người từ những cái tỉnh khác đến đây lập nghiệp rồi sinh sống ở đây, đúng không ạ? Thì có rất nhiều khách hàng của em ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, nhưng họ là những người từ những cái tỉnh khác đến. Thì cái đầu tiên khi mà em hỏi là tại sao anh chị lại chọn đi Mỹ, thì một trong số các lý do anh chị cũng nói rằng là hồi xưa anh cảm thấy rất là biết ơn ông bà anh đã chọn vào Sài Gòn sống. Đó là cho đến cả đời của anh đã có những cái cơ hội để phát triển ở đây, để làm ăn rồi phát triển các thứ ở đây. Thì anh nghĩ đơn giản tương tự là nếu anh làm một cái điều đó sang Mỹ thì các con của anh, các cháu của anh sau này á cũng sẽ có những cái cơ hội tương tự như anh đã được ông bà anh trao lại. Đấy thì đấy cũng là một cái điều mà anh Hiếu nhắc lại ở đây. Thì em nhớ đến cái câu chuyện mà em có trao đổi với khách hàng là như vậy. Thì rất là cảm ơn Sam và anh Hiếu đã cung cấp những cái thông tin rất là giá trị. Thì không biết là mình có câu hỏi nào từ các nhà đầu tư không ạ? So we're gonna ask for some questions from the audience. Okay. Em có hai câu hỏi từ người xem livestream. Là một là nếu đang chờ thẻ xanh thì việc thay đổi tình trạng cư trú có nhận được tất cả quyền lợi như học tập, y tế mà chúng ta đã nhắc đến ở đây không? Giống như là khi mà họ qua bên đó họ dùng đơn đi 48 năm thì trong thời gian chờ, thì có được tất cả những quyền lợi mà mình đã nhắc đến hay không? Okay. So the question is, so when they submit the application for adjustment of status, do they gain access to all the benefits that is not mentioned right now? When you file the adjustment of status, if you're eligible to file that, you have to be in the U.S. already on a visa. So typically that's an F1 student visa, L1 corporate visa, or an E2 visa are the most common. Mm-hmm. So assuming that your situation qualifies and you have one of those valid visas, then once you make the EB-5 investment, you can immediately apply to adjust your status and apply for a flexible work and travel permit. We're seeing those get issued in about 60 to 90 days. They're each valid for about 5 years, so a long period. Once you have those, you can work freely in the U.S., start a business, travel in and out of the U.S. freely, no visa stamping required. But those are not going to give you benefits for making real estate investments, and they're not going to give you benefits for accessing healthcare or education. They will give you flexibility to enter and exit the U.S. without a visa, and you will be able to work freely or choose not to work and remain legally in the U.S., but they don't really give you financial benefits or some of those other benefits that we talked about. For those, you have to wait until the I-526E application gets approved. And then once that's approved, then you collect the temporary green card. And then once you have the temporary green card, then you get access to all of those benefits that we talked about earlier. Nghĩa là khi mà nộp cái đơn 485 để adjust status ấy, thì mình sẽ được người ta cho một cái hai cái thẻ để travel, đi lại ra vào Mỹ, và một cái là work permit để có thể đi làm được. Thế thì mình có thể mua bảo hiểm rồi. Nhưng mà đa số những cái lợi ích mà mình vừa trao đổi xong ấy, thì phải đợi đến khi nào có cái thẻ xanh thì mình có full access. Thì để trả lời câu hỏi này thì đầu tiên là em sẽ nhắc một chút xíu là có cái điều kiện như thế nào mình sẽ được nộp cái đơn để thay đổi tình trạng. Thì có nghĩa là cái nhà đầu tư họ đã có một cái loại hình visa nào đấy và đang ở Mỹ,
Và sau đấy khi họ tham gia EB5 thì họ được quyền là sẽ nộp cái đơn để chuyển đổi tình trạng cư trú, và mình chờ. Trong thời gian chờ đó thì mình sẽ có visa đi làm và visa đi lại ra vào Mỹ, đúng không ạ? Nhưng mà như anh Hiếu và Sam có chia sẻ là sẽ có những cái quyền lợi, ví dụ như được mua những cái bảo hiểm, gói bảo hiểm này, được đi làm bất cứ công việc nào mà mình có đủ khả năng và nhà tuyển dụng họ chấp thuận. Tuy nhiên là về những cái lợi ích về tài chính như nãy đến giờ mình nói thì nhà đầu tư chưa có, đúng không ạ? Mình có câu hỏi thứ hai, đó là trong cho câu hỏi rằng là nếu trong trường hợp tôi đầu tư vào một bất động sản ở Mỹ thì có được coi là khoản đầu tư EB5 không? So the question is if they invest in like property, is it that qualify as EB5? So no. Yeah, so to qualify for EB-5, your investment has to create 10 new full-time American jobs, and just buying an existing property doesn't create any new job creation. So EB-5 projects are structured so that money is being used typically to fund a loan that's funding the development of new construction, and the construction activity, building homes, building a hotel, building an apartment building, that new economic activity, creating a new building by spending money on construction, labor, that creates the required 10 jobs that you need to qualify for the EB-5 green card. Thế là nếu mà chỉ mua một cái bất động sản thì sẽ không thể tạo ra 10 cái việc làm EB-5 để được coi là theo cái dạng EB-5, đầu tư EB-5. Đó thì để mà muốn mà được sở di trú xem xét mình như là một nhà đầu tư EB-5 thì phải đầu tư vào những dự án lớn nó có khả năng tạo ra được nhiều công việc và tối thiểu là 10 cho một nhà đầu tư. Thế thì như là cái dự án bên EB-5 và hiện giờ đang triển khai thì có những dự án người ta tạo ra những công việc là 2-3 ngàn công việc EB-5 thì đủ đáp ứng những cái điều kiện phê duyệt được thẻ xanh đối với nhà đầu tư EB-5 và cho nhóm đầu nhà đầu tư chứ không phải là về một cái nhà đầu tư đơn lẻ. Thực ra là em còn nhận được các cái câu hỏi khá là nhiều, tuy nhiên là thời gian của mình thì cũng có hạn, là mình giới hạn trong vòng 1 tiếng, nên là những cái câu hỏi em xin phép là những câu hỏi của những nhà đầu tư khác thì Columbus sẽ liên hệ để trả lời trực tiếp cho các anh chị, cũng như là nếu mà anh chị có cái nhu cầu được set up những cái buổi meeting trực tiếp hoặc là online 1-1 với cả phía bên EB5AN thì Columbus rất là sẵn lòng để có thể set up như vậy. Thì hôm nay rất là cảm ơn ông Sam Silverman và anh Hiếu Lê đã dành thời gian để cung cấp những thông tin cực kỳ giá trị đến nhà đầu tư Việt Nam, cũng như là những cái nhà đầu tư đang quan tâm đến việc đầu tư định cư thông qua con đường EB5. Cảm ơn em. Thank you so much for your time. Thank you. Yeah. Okay.